Dạ, bánh của anh. Skin BB, phòng chống hâm da hiệu quả, an toàn cho trẻ sơ sinh. Dạ, tôi xin phép. Khoan đã. Có khi nào anh ta bắt mình thắt giùm không trời? Tôi sắp sửa đi gặp đối tác. Đây là một số cà vạt tôi tương đối yêu thích. Tôi đang phân vân. Cô có thể chọn dùm tôi một cái cà vạt mà thắt vô thì thấy sang trọng, lịch sự và đặc biệt tạo được niềm tin đối với đối tác. À, dạ. Cái này đi. Tôi thấy không hợp. Cái khác đi. Cái này có vẻ được nè. Có vẻ? Tại sao là có vẻ? Phải chắc chắn chứ. Vậy cái này chắc chắn là hợp với bộ vest của anh nè. Chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi. Vậy thắt cho tôi đi. Biết ngay mà. Dạ. Tại sao phải né? Tôi có đi khám định kỳ, không lây nhiễm virus đâu. Tay thắt chuyên nghiệp như vậy, chắc hay thắt cravat cho người khác lắm ha. À, xin lỗi nha. Tại vì tôi không có quen thắt cho lắm. Bình thường không có thắt cho ai hết. À, xong rồi nè. Anh nhét cái này vô áo đi. Cô thắt hay lắm. Vậy là bây giờ tôi để vậy. Tôi nhét vô vậy hả? Thì tôi đã nói là tôi không có quen thắt mà. Thôi, tôi xin phép. Khoan đã. Chuẩn bị đi. Sắp gặp đối tác rồi đó. Nhưng mà chưa tới giờ mà. Thì mình thà tới sớm còn hơn tới trễ. Với lại tôi còn mất công sửa lại cà vạt nữa nè. Lẹ đi. Dạ, để tôi chuẩn bị. Ủa, sao tự nhiên tới đây vậy? Đáng lẽ là hẹn gặp đối tác ở nhà hàng mới đúng chứ. Tìm cho cô một bộ đồ phù hợp. Bộ đồ này tôi mặc cũng lịch sự đàng hoàng chứ có gì đâu. Nguyên tắc thứ ba của một người trợ lý: ăn mặc phải gọn gàng, lịch sự mềm mại. Ăn mặc như cô cứng ngắc. Giống như tôi nè. Cô thấy tôi ra đường không? Lúc nào mặc vest, đi chơi mặc vest. Không phải mặc vest để đẹp đâu. Tại vì sao? Người đẹp trai như tôi mặc cái gì mà chẳng được. Nhưng tôi có thể bất kỳ lúc nào đi họp. Cho nên tâm lý tôi phải là sẵn sàng. Tôi với cô là người đại diện cho công ty. Ra đường ăn mặc phải chỉnh chu, đẹp và sang trọng, hiểu chưa? Hồ Chanh em xin chào, anh chị cần gì ạ? Em có thể tìm giúp chị này một vài bộ đồ phù hợp với chị được không? Tôi biết cô không phải là một người thích phô trương, nhưng là một thư ký, trợ lý, đặc biệt là nữ, ăn mặc phải sang trọng, mềm mại chút, mặc cứng ngắc. Cô xem thử đi.
độ đây mắc quá à. Hay là mình đi chỗ khác giá hợp lý hơn được không? Tôi không còn thời gian nữa. Giá trị bộ đồ có quan trọng hay không, làm sao quan trọng bằng giá trị hợp đồng sắp tới. Cô không cần phải tính toán giá trị bộ đồ đâu. Tôi là người kinh doanh, tôi sẽ không để mình lỗ đâu. Em giúp chị đi. Dạ, chị đi theo em ạ. Hồi nãy giờ tôi mặc bộ nào anh cũng không chịu hết là sao? Cô nghĩ sao mấy bộ trước tôi không chịu mà bộ này tôi lại chịu? Nhưng mà bộ này tôi thấy mặc vô lịch sự nhất, sang trọng, rồi nó phù hợp với tôi, miễn tôi cảm thấy thoải mái tự tin là được chứ gì. Thôi tôi quyết rồi, bây giờ tôi không cần anh quyết nữa, tôi quyết luôn, tôi chọn bộ này. Chưa. Chưa có gì nữa. Còn đôi giày nữa kìa. Vậy cũng phải thay nữa. Tôi thấy là anh cầu kỳ thái quá rồi đó. Đây không phải là cầu kỳ, đây là sự phối hợp và đa năng. Cô thấy mặc một bộ đồ nhưng đi được khắp mọi nơi. Thôi được rồi, tôi năn nỉ. Cô thay giày đi, ngồi xuống nha. Tôi chưa bao giờ thấy ai đơn giản mà lại xinh đẹp như cô vậy đó. Tâm lý cô ổn định không vậy? Tự nhiên đứng cười mình là sao? Thay lại đi, trễ giờ rồi. Nè, có phải cô đang suy nghĩ trong đầu? Tôi sẽ quỳ một chân xuống rồi mang giày cho cô và khen cô là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, đúng không? Làm gì có, tôi đâu nghĩ gì đâu. Có thật sự trong đầu cô không nghĩ gì không? Thôi khỏi, khỏi chối, khỏi giấu nữa. Mọi sự biểu cảm đều thể hiện trên gương mặt của cô rồi. Nghe tôi nói nè, mơ mộng để lại sau. Bây giờ phải đi họp và bớt xem phim ngôn tình lại nha. Đi nhanh lên, trễ giờ rồi. Ly này là anh chúc cho dự án của mình đã thành công viên mãn. Dạ, đây là hợp đồng đầu tiên có sự góp mặt của em, nên em xin phép được mời hai anh ly này ạ. Rồi, vậy thì anh chúc cho em có khởi đầu tốt đẹp. Em cảm ơn anh. Cạn ly. Trong cái hợp đồng của mình á, nó có nhiều cái sai sót. Anh cảm ơn em đã giúp cho anh chỉnh sửa nha. Không có gì đâu anh. Có nhiều chuyện sai sót mình không muốn, nhưng nó vẫn cứ xảy ra. Anh yên tâm, em làm việc nguyên tắc là tôn trọng sự hợp tác của song phương, đôi bên cũng có lợi, chứ không phải là lợi dụng cái sai sót của người ta để mà đem về cái lợi ích cho mình. Cảm ơn em. Rồi, đi về. Thật ra anh rất là yên tâm lựa chọn Minh Quang làm đối tác bấy lâu nay. Cảm ơn anh. Ok, anh về nha. Cảm ơn tụi em. Dạ. Yeah. Sao mà trong thời gian ngắn như vậy anh có thể phát hiện sai sót trong bản hợp đồng hay quá vậy? Mấy cái chuyện đơn giản thôi.
Với một người sinh ra có đầu óc siêu trí tuệ và cặp mắt quan sát siêu đẳng như tôi, mấy chuyện rất bình thường. Không biết chừng nào tôi mới có thể tin tưởng được như anh ha. Anh có bí quyết gì không? Chỉ với tôi với. Cũng được, nhưng mà đâu đơn giản như vậy. Tôi cất công đi du học về, với lại trải qua thi biết bao nhiêu cái bằng, tích lũy vốn sống cho mình. Bây giờ nó chỉ cho cô khơi khơi đâu có chỉ được. Ít ra cô phải có cái gì cho tôi chứ. Tôi hả? Bây giờ để coi. Trong túi của tôi á, chỉ có mỗi cái này là đáng giá nhất thôi. Cô tưởng tôi con nít hả? Trao đổi cho tôi cái này. Nè, anh đừng có tưởng bở nha. Cái này là do chính tay tôi làm. Trên nguyên cái trái đất này á, độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai đâu. Wow. Nhìn kỹ xấu quá. Vậy không sao, được. Tôi ghi nhận vì đây là sức lao động của cô. Cái này tôi nói nhỏ, nói một lần thôi, lắng nghe cho kỹ nha. Khi cô muốn thương thảo hợp đồng, chỉ cần nhìn vào những thứ quan trọng. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là điều khoản, thời hạn ký, số lượng sản phẩm ký, và có chi tiết là điều kiện bồi thường. Nói chung là cô chỉ cần quan tâm phần lợi và phần hại thuộc bên mình. Còn những cái tiểu tiết xung quanh hợp đồng, cái đó không sao, mình nhìn riết rồi mình quen là mình nhớ thôi. Hiểu chưa? Nếu nói vậy, cái này chỉ cần quen việc chứ đâu có cần mình phải có đầu óc thông minh như anh hả? Cái này là tôi nói cho cô. Vì sao? Vì cô cần biết là cô đang làm với một người sếp có đầu óc siêu việt như tôi. Còn tính chất công việc, chỉ cần siêng năng, cần cù, vậy là được. Còn tố chất, cái đó chỉ cần mình bổ sung sau. Are you okay? Okay. Yeah. Nè, anh về được không vậy? Ý là cô nói tôi đang say hả? Cô nhìn thấy ai đang say mà đi hàng thẳng không? Cửa hướng này. Wow. Tôi lộn. Ê, trời ơi, anh đi được không vậy hả? Tôi đi được. Có cần xô mạnh gì không?
Anh đừng có tưởng bở nha, cái này là do chính tay tôi làm. Trên nguyên cái trái đất này á, độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai đâu. Bị gì vậy ta? Gái phóng bằng rào là sao? Gì vậy? Anh ơi! Cái gì vậy? Anh ơi! Con bé này! Anh có bị gì không vậy? Bị gì là bị gì? Tâm lý anh ổn không? Ổn mà. Tâm lý anh đang vui mà. Thì công việc thuận lợi thì anh vui thôi. Em biết rồi đó, con người của anh lúc nào cũng lấy công việc làm niềm vui hết á. Không, anh đừng dối trá, đừng dối trá ngụy biện như vậy. Anh lạ lắm, em chưa bao giờ thấy anh như vậy luôn á. Anh nói em nghe đi, công việc anh căng thẳng luôn đúng không? Hay là anh có vấn đề gì hả? Hay anh bị stress mà ảnh hưởng tâm lý của anh vậy? Tâm lý anh sao? Hôm qua em vừa mới gặp chị Ngọc á, chị Ngọc nói với em hết rồi. Chị nói với em là hả, dạo này anh lúc nào cũng bận rộn, gặp chị thì lơ lơ lửng lửng như người ở trên mây vậy đó, không bao giờ chịu tập trung với vấn đề gì hết. Anh có cái gì thì anh nói, em sẽ bên cạnh đồng hành cùng anh. Chứ anh đừng để công việc áp lực quá rồi quên luôn chuyện tình cảm, rồi ảnh hưởng vấn đề tâm lý, rồi không có cưới vợ được nha anh. Nhà có mỗi mình anh là con trai á. Cưới vợ nôn có chị dâu lắm đâu phải không? Trời ơi, chứ sao nữa. Nếu mà anh có vợ hả, sẽ có con, đến lúc đó em sẽ trở thành cô Út. Nghe hoài không? Nghe hoài đúng không? Cô Út Tú Quyên. Lúc đó cả nhà sẽ không có còn ai nói em là con bé lúc nào cũng lấu tấu chạy rực nữa. Lúc này sẽ trở thành một người trưởng thành. Yên tâm đi, rồi tới ngày đó em sẽ có cháu ấm bồng nhanh lắm. Mình có nên công khai chuyện Ken không ta? Nè. Cái gì vậy? Cái nụ cười của anh đáng nghi lắm nha. Đáng nghi gì? Ôi sao vậy? Cái lâu ra mà cứ gì kinh kịch rồi nhảy nhúng nhảy vậy là sao? Nhảy vậy hồi nào? Hồi nào? Hồi đấy làm gì mà? Kinh kịch. Bà sàm bà lắp, suy nghĩ lung tung. Anh ba! Trời ơi, ông nào bị cái vấn đề gì vậy ta? Ở trong cái điệu nhảy đó có cái huyền cơ gì? Kinh kịch là sao?